Nữ diễn viên xinh đẹp vừa có những chia sẻ về việc nhiều phụ nữ thường thích đàn ông lớn tuổi lớn và có nền tảng về kinh tế, nhưng riêng Miu lại muốn ở cạnh những chàng trai vui tính, trẻ con một chút cũng được nhưng phải có trải nghiệm trong cuộc sống. Sau khi xem các chương trình hẹn hò, Miu đã nhận ra một điều rằng, các bạn nữ đã phần đều thích tìm kiếm các chàng trai lớn hơn tuổi, chững chạc và đặc biệt có công việc ổn định. Miu thắc mắc liệu không biết những cô gái này thực sự thích như vậy, hay mẫu số chung của xã hội cần như vậy. Miu lấy dẫn chứng khi mới đây cô có theo dõi một show hẹn hò, và thấy một chàng trai khá hiền lành, tử tế nhưng bị mẹ bạn nữ chê rất nhiều vì công việc không ổn định. Nữ diễn viên thấy tội, cho người đàn ông này và định kiến của phụ nữ về đàn ông đôi khi thực tế, đến độ tàn nhẫn. Theo quan điểm riêng, Miu bày tỏ rằng, ở độ tuổi đôi mươi khi được hỏi về mẫu bạn trai lý tưởng cô chỉ trả lời bâng quơ, rằng là người chững chạc, trưởng thành vì lúc đó không suy nghĩ nhiều, thấy những cô gái khác ra sao thì mình như vậy. Nhưng càng lớn lên mới bắt đầu phát hiện ra gu của mình, chưa bao giờ là đàn ông chững chạc, trưởng thành. Miu bày tỏ rằng cô hơi lạ lùng khi thích những chàng trai thú vị, hơi trẻ con cũng được nhưng có nhiều kỹ năng trải nghiệm trong cuộc sống. Nữ diễn viên trân trọng những người có thể khiến cho cô vui cười mỗi ngày khi gặp mặt. Đến một giai đoạn trong cuộc đời bạn sẽ phát hiện ra rằng, gặp được một người khiến mình vô tư vui cười tỷ lệ đó, còn hiếm hơn là gặp được những anh chàng công việc ổn định rất nhiều. Suy nghĩ của mình là hai người gặp nhau quan trọng là phải vui, có vui vẻ hạnh phúc rồi mới cùng nhau làm được nhiều thứ, chứ kiếm người đạo mạo chỉnh tề ổn định quá mà ở. Với nhau như nghĩa vụ thì cuộc sống nhàm chán lắm, Miu chia sẻ. Miu cho biết cô thích một người vui vẻ, thú vị, trẻ con cũng được nhưng cần có trải nghiệm trong cuộc sống. Nữ diễn viên 4 năm hai chàng một tình yêu nhắn nhủ đến các bạn trai rằng, nếu lỡ có không thuộc tuyết quy chuẩn chung của xã hội cũng đừng bi quan, tự trách bản thân. Sẽ có những cô gái yêu thích và trân trọng bạn đấy, chỉ là chưa xuất hiện mà thôi. Thời gian còn lại của cuộc đời, hãy cố gắng phát triển bản thân và ở bên cạnh những người biết trân trọng mình. Video liên quan có vẻ như Miu là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt có quan điểm khá ngược hướng với số đông còn lại. Trong khi nhiều người đẹp thích đại gia, có kinh tế ổn định và không quan tâm nhiều đến khoảng cách tuổi tác, thì Miu lại muốn bên cạnh những người có tính cách trẻ con, thú vị và có thể làm cho cô cười mỗi ngày là được. Hiện tại ở độ tuổi 30, Miu vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính, cô vừa là diễn viên vừa là giảng viên ở một trường đại học. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trí thông minh, Miu là mẫu người con gái được bao người ao ước ở độ tuổi U30, Miu vẫn đang độc thân và có cuộc sống sang chảnh, không phụ thuộc vào ai. PT, theo thế giới trẻ Let's Explore Us, Oi.